Xin chào các bạn khán giả của Hố Xanh Kiến Thức. Các bạn thân mến, Cam Ranh có lẽ là cái tên đã rất quen thuộc với các bạn có nghiên cứu nhiều về quân sự nói chung. Đa phần chúng ta đều đã nhận biết được về tầm quan trọng cũng như những điều khiến cho quân cảng này trở thành điểm thèm khát của cường quốc số 1 thế giới hiện nay, đó là Mỹ. Tuy nhiên, bên cạnh Mỹ, chúng ta cũng có thể kể tên một loạt các quốc gia khác cũng muốn góp mặt tại đây như Trung Quốc, Ấn Độ hay Nga. Trong số này, Nga chính là quốc gia đã từng một lần được thử cảm giác sở hữu quân cảng này. Và cũng chính những trải nghiệm này đã khiến quốc gia này hơn một lần bày tỏ mong muốn được quay trở lại nơi đây. Gần đây, trong một bài báo, tờ báo Uranews của đất nước Bạch Dương đã cho rằng chuyến thăm của Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến mới đây sẽ đánh dấu cho việc Nga có thể quay trở lại với quân cảng này. Vậy bao nhiêu phần trăm trong nhận định trên là sự thật? Phải chăng Việt Nam đã sẵn sàng để chọn phe rồi sao? Hôm nay, Hố Xanh Kiến Thức sẽ cùng các bạn tìm hiểu và phân tích vấn đề trên trong video này nhé. Nào, chúng ta cùng bắt đầu ngay thôi. Như các bạn cũng đã biết, vừa qua, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam, dẫn đầu đoàn cán bộ cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đã có chuyến thăm và làm việc tại Nga từ ngày mùng 5 đến mùng 7 tháng 7, theo lời mời của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga. Theo tờ Uranews, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đến Moscow để tham dự cuộc họp lần thứ 6 của cuộc đối thoại chiến lược chung Nga-Việt về các vấn đề quốc phòng. Trong cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, nhà lãnh đạo quân sự Việt Nam cho biết ông quyết tâm tăng cường hợp tác với Nga trong khuôn khổ hợp tác quân sự và kỹ thuật quân sự. Ông gọi sự tương tác giữa Bộ Quốc phòng Nga và Việt Nam là một ví dụ sinh động về quan hệ đối tác giữa hai quốc gia. Sau buổi làm việc, các bên đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Học viện Quân y Kirov và Học viện Quân y Bộ Quốc phòng Việt Nam. Tờ báo này trích dẫn nhận định của Vadim Evstayev, giáo sư khoa nghiên cứu khu vực nước ngoài và hợp tác quốc tế của Impact Grand EPA, cho biết hợp tác với Việt Nam làm tăng sức nặng quốc tế của Nga. Ông cũng nhắc lại rằng chính nhờ Việt Nam mà chương trình Anaconda của Mỹ đã thất bại nhằm mục đích bao phủ các quốc gia dọc biên giới Liên Xô và ngăn chặn Nga. Có một cuộc đấu tranh khốc liệt cho sự tồn tại của Nga. Hoa Kỳ có rất nhiều tiền, họ đến Armenia, Tajikistan, Trung Á và nói: "Chúng tôi cho bạn vay, chúng tôi sẽ xây dựng nhà máy và tạo việc làm." Đó là họ vứt bỏ tài sản ở đó để mọi người rơi vào vùng ảnh hưởng của họ. Giám đốc khoa học của Trung tâm Nghiên cứu Dân tộc và Quốc tế, nhà khoa học chính trị Anton Breznikin gọi Việt Nam là một trong số ít các quốc gia ở Đông Nam Á thực sự là đồng minh của chúng ta. Jenny Senko đã chứng minh rằng có một sự hiểu biết về cách hợp tác sẽ được xây dựng trong những năm tới. Có lẽ chúng ta đang nói về sự hội nhập của Việt Nam vào các dự án siêu quốc gia lớn như SCO, tương tác thông qua Liên minh Á-Âu mà Việt Nam có hiệp định liên kết. Quan hệ giữa Moscow và Hà Nội là một dấu hiệu cho thấy những nỗ lực của phương Tây nhằm cô lập Nga đã thất bại, các nhà phân tích nói. Alexei Zhutin, giảng viên cao cấp tại MGIMO, gọi kế hoạch hợp tác song phương toàn diện đến năm 2030 do chính phủ Liên bang Nga chuẩn bị là một chiến thắng cho Nga trong cuộc đấu tranh này. Tài liệu này đã chỉ ra rằng, trong số nhiều đối tác trên trường quốc tế tồn tại bất chấp các lệnh trừng phạt, có một đối tác khác, Việt Nam. Điều quan trọng là phải xem xét đó là loại đối tác nào. Việt Nam độc lập nổi lên như một nước xã hội chủ nghĩa, nó đã chứng minh sự ổn định, sức mạnh và khả năng phát triển theo một quỹ đạo độc lập để duy trì chủ quyền ngay cả trong điều kiện cực kỳ bất lợi. Về vấn đề này, Việt Nam là một trong những đối tác chính sách đối ngoại có giá trị nhất của Nga, ông Zhutin nói. Sau đó, tác giả cho rằng Nga nhờ mối quan hệ chặt chẽ với Việt Nam đã tránh được sự cô lập ở phía đông mà Hoa Kỳ đã tìm kiếm. Và hợp tác quân sự với Hà Nội sẽ cho phép Moscow giành lại một căn cứ quân sự ở Đông Nam Á. Các chuyên gia bình luận ura.ru, kết quả chuyến thăm của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến tới Moscow về mặt hợp tác quân sự, có thể căn cứ ở Cam Ranh sẽ được khôi phục hoặc một căn cứ khác sẽ xuất hiện. Theo đó, sự hiện diện quân sự của Nga ở khu vực Đông Nam Á sẽ dựa trên lãnh thổ Việt Nam, ông Breznikin nói. Có thể nhận thấy, rất nhiều chuyên gia quân sự, quan chức quốc phòng Liên Xô lẫn Nga bình luận về vai trò của cảng Cam Ranh và thống nhất nhận định rằng quân cảng này có vai trò rất quan trọng trong chiến lược quân sự của Nga ở châu Á-Thái Bình Dương. Chúng ta đều biết hiện nay hạm đội Thái Bình Dương của Nga vốn là một công cụ quân sự, ngoại giao
và đảm bảo cho sự an toàn cho hoạt động thương mại. Sự lớn mạnh của hạm đội là cơ sở cho sự phát triển của các khu vực phía đông của Liên bang Nga, nơi tập trung nhiều cường quốc hải quân. Cựu tham mưu trưởng Hải quân Nga, Đô đốc Viktor Kravchenko nhận định, trong bối cảnh đó, một cơ sở hậu cần, kỹ thuật hải quân quan trọng đặt tại Vịnh Cam Ranh là nhu cầu cấp thiết đối với Hải quân Nga. Cụ thể, căn cứ hải quân ở Cam Ranh rất cần cho tàu thuyền của Hải quân Nga để bảo vệ sự lưu thông của các tàu biển, chẳng hạn như tàu cung cấp phương tiện vật chất từ Vladivostok đến Ấn Độ Dương. Chuyên gia quân sự nhận xét rằng, không giống như Hoa Kỳ, hiện đang sở hữu hơn 800 căn cứ trên khắp thế giới, trên tổng số gần 100 căn cứ quân sự mà các nước trên thế giới lập ở nước ngoài. Cơ sở quân sự thuộc quyền sử dụng của Liên bang Nga ở nước ngoài hiện chỉ có căn cứ Tartus thuộc Syria. Vào năm 2002, Nga đã rút khỏi Cam Ranh. Khi đó đã rất nhiều cựu quan chức quốc phòng Liên Xô bày tỏ sự tiếc nuối về quyết định sai lầm này. Và hiện nay, quả là Moscow mong muốn trở lại. Nhưng tiền đề cho việc này đã xuất hiện từ trước khi quan hệ của Nga với phương Tây xấu đi trầm trọng. Các quan chức Nga lưu ý rằng, nhiều thay đổi tình hình quốc tế gần đây buộc Nga có những biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia. Các câu hỏi về việc khôi phục các căn cứ của Nga ở Việt Nam đã được Điện Kremlin gửi tới Bộ Quốc phòng. Khả năng Nga trở lại được đề cập trong cuộc gặp năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ hai nước. Vào năm 2013, hai bên đã đạt được thỏa thuận cùng có lợi về việc sử dụng Vịnh Cam Ranh. Đến năm 2014, Hà Nội và Moscow tiếp tục tiến thêm một bước là đơn giản hóa các thủ tục cho tàu chiến Nga sử dụng dịch vụ tại căn cứ này. Cũng trong năm đó, Nga và Việt Nam đã ký thỏa thuận về việc thành lập tại Cam Ranh trạm liên doanh bảo dưỡng và sửa chữa tàu ngầm. Cảng Cam Ranh cũng là nơi tiếp nhận 4 chiếc tàu ngầm đầu tiên trong số 6 tàu do Việt Nam đặt mua của Nga. Ngoài trạm hậu cần, kỹ thuật hải quân ở Cam Ranh, hiện Nga cũng đang triển khai ở sân bay của căn cứ này các máy bay tiếp dầu trên không IL-78 phục vụ cho việc tiếp nhiên liệu cho máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS trong các chuyến tuần tra tầm xa ở Thái Bình Dương. Cam Ranh có vị thế địa chính trị vô cùng quan trọng, không chỉ ở Biển Đông mà còn trên toàn khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tuy tiếc nuối, nhưng nhiều chuyên gia Nga nhận định rằng Cam Ranh đi thì dễ nhưng rất khó để quay trở lại. Tuy nhiên, việc quay trở lại được Cam Ranh thật sự không phải là một vấn đề đơn giản với Nga. Thứ nhất, Việt Nam hiện nay không phải là một quốc gia đang có chiến tranh. Bản thân nước ta cũng không hề có xung đột về quân sự hay ngoại giao quá nghiêm trọng với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Có thể một số người đánh giá rằng Việt Nam hiện đang có xung đột chủ quyền với Trung Quốc tại vùng Biển Đông, đặc biệt là tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Nhưng trên thực tế, quân đội cũng như các lãnh đạo Việt Nam vẫn đang có được sự quan sát đủ sâu để hiểu được các cạm bẫy mà đất nước tỷ dân bày ra và có được những đối sách phù hợp, vừa đẩy lui được nhưng lại cũng không khiến tình hình trở nên căng thẳng quá mức để phải tiến hành một cuộc chiến dù chỉ là quy mô nhỏ. Thứ hai, năng lực quân sự của nước ta trong những năm gần đây đã thực sự được nâng cấp đáng kể. Với việc mua sắm và tự đóng mới được rất nhiều loại khí tài quân sự hiện đại, trong đó có các loại tàu chiến, tàu ngầm và máy bay. Nó có thể, vùng trời và vùng biển của Việt Nam đang được bao phủ những lớp phòng không khá mạnh, đủ sức khiến ngay cả Bắc Kinh cũng không dám manh động kéo những lực lượng quân sự quá lớn vào khu vực này. Và điều thứ ba cũng chính là điều quan trọng nhất khi Việt Nam với những kinh nghiệm trong quá khứ thừa hiểu rằng việc cho một lực lượng quân sự đóng quân trên lãnh thổ mình dù chỉ nhằm mục đích hòa bình cũng sẽ dễ dàng bị hiểu sai là đang chọn phe và gây căng thẳng trong khu vực. Hậu quả thì chắc Hồ Sen Kiến Thức cũng không cần phải nhắc lại rồi nhỉ. Trả lời những thông tin về việc Bộ Quốc phòng Nga có tin cho rằng Moscow đang xem xét những vấn đề đưa Hải quân Nga trở lại Cam Ranh, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã từng tuyên bố thẳng thừng vào năm 2016 rằng Hà Nội không đồng ý triển khai căn cứ quân sự của nước ngoài trên lãnh thổ của nước mình. Chuyên gia Nga Konstantin Mekhenko bình luận rằng mặc dù Việt Nam vẫn kiên trì nguyên tắc 3-0, nhưng Hà Nội vẫn có phần liên quan với Nga trên bình diện cung cấp vũ khí, với vai trò là nhà cung cấp chủ yếu các trang bị quốc phòng cho Việt Nam. Theo vị Phó Giám đốc Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ Nga, quan hệ hợp tác Nga-Việt được thừa kế từ truyền thống hợp tác hữu nghị Việt-Xô hàng mấy thập kỷ. Nó không phải là thứ có thể một sớm một chiều nhanh chóng chấm dứt. Tuy nhiên, phần lớn các chuyên gia quân sự nước này nhận xét rằng
Mặc dù trên thực tế, Hà Nội đang tích cực hợp tác với Moscow trên bình diện cung cấp vũ khí, nhưng lập trường của Việt Nam về căn cứ quân sự khó lòng thay đổi được. Trong lĩnh vực quân sự, Hà Nội và Washington cũng đang hợp tác ngày càng tích cực hơn. Mới đây, Mỹ cuối cùng đã dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam. Sắp tới, Hà Nội có thể nhận được tàu chiến Mỹ để bảo vệ bờ biển, chuyên gia Nga Anton Tvestov nhận định. Ông cũng cho biết rằng, hiển nhiên là sự xích gần của Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ khiến Trung Quốc cảm thấy căng thẳng. Do đó, từ góc độ quan điểm chính trị, hợp tác quân sự với Nga luôn an toàn hơn, bởi Moscow và Bắc Kinh dù sao cũng có quan hệ rất tốt, lại có chung đối thủ là Mỹ. Những vị chuyên gia của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược nhận xét, nguyên tắc bất biến 3-0 mà Việt Nam đang tuân thủ có ưu điểm tuyệt đối là cho phép đất nước không rơi vào sự lệ thuộc bởi các cường quốc và tránh tham dự vào cuộc đối đầu theo khối. Tôi không nghĩ rằng sau tuyên bố của ông Lê Hải Bình thì phía Nga sẽ có phản ứng chính thức gì. Bởi từ lâu, lập trường của Việt Nam về việc không cho phép triển khai căn cứ quân sự của nước ngoài trên lãnh thổ của mình là vấn đề có tính nguyên tắc, chuyên viên The Steptop nhận định. Vị chuyên viên này cũng cho biết bản chất của vấn đề nằm ở điểm Việt Nam không muốn mình trở thành quân cờ trong thế cục đấu đá của các siêu cường, đồng thời tránh mâu thuẫn với các nước láng giềng khổng lồ phát triển đến độ không thể kiểm soát được. Việt Nam đang khéo léo sử dụng cơ sở hạ tầng ở Cam Ranh để cung cấp hậu cần, sửa chữa, kỹ thuật, nạp nguyên liệu cho các tàu chiến nước ngoài. Trong đó có tàu chiến của Nga. Việc Việt Nam lập cảng quốc tế Cam Ranh để phục vụ cho các tàu thuyền nước ngoài đã cho thấy, tính đến chuyện bố trí căn cứ quân sự tại đó là rất khó, bởi mục đó không bao giờ được đưa vào chương trình nghị sự của Việt Nam, chuyên viên Anton Tzeptov tin chắc như vậy. Các bạn thân mến, có thể thấy, Việt Nam ta trong thời khắc hiện tại đang nằm tại tâm của rất nhiều các cuộc chiến ngầm của các cường quốc hàng đầu thế giới. Do đó, việc bị các quốc gia này lôi kéo là chuyện hết sức bình thường. Ai đi đánh nhau mà chẳng muốn phe mình mạnh hơn, phải không nào? Tuy nhiên, Việt Nam với cá tính cùng sự tự chủ lại cũng đang có cho mình được quyền lựa chọn. Đây là điều mà rất nhiều thế hệ cha ông đã dùng xương máu để đánh đổi được. Vì thế, là thế hệ con cháu, chúng ta cần có cho mình sự lựa chọn sáng suốt. Các bạn nghĩ như thế nào về vấn đề này? Xin hãy bình luận xuống phía dưới để chúng ta cùng trao đổi nhé! Nếu các bạn thấy video này hay, xin hãy nhấn vào nút thích và chia sẻ để kiến thức được lan tỏa nhé! Còn bây giờ, xin cảm ơn sự theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo! Video đến đây là hết rồi! Nếu bạn nhận được thông tin gì thú vị và ý nghĩa thì hãy dành cho Hố Xanh Kiến Thức sự ủng hộ bằng cách chia sẻ video đến mọi người nhé! Bạn cũng có thể nhấp vào bên trái hoặc bên phải màn hình để theo dõi những video thú vị khác của Hố Xanh Kiến Thức. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!